Xin chào cả nhà. Hello, hôm nay mình đi chợ Tết ở ngoài Boston nha cả nhà. Biết có gì hay không cứ quay cho cả nhà xem nha. Cảng tàu nha, cái này là ngoài cảng tàu Boston. Này giống như là chỗ cảng tàu, cái nhà trong này chỗ tàu. Trời bữa nay lạnh lắm đó nha. Đây trời nay cũng chắc có 20 độ, mình mấy 20 độ, sáng nay có 8 độ, đẹp không? Hôm nay Boston nha. Ngoài trời Việt Nam nha cả nhà, trời nè. Đáng tem mà nha. Đây xem nhiều nha. Thank you.